Hi, xin chào tất cả mọi người. Chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Không biết là ở đây đã có bao nhiêu bạn đã xem cái video lần trước của mình về các phương pháp phối màu rồi. Hôm nay mình sẽ thử thực hành sử dụng những cái phương pháp mà mình đã chia sẻ trong cái video đấy để vẽ một bức tranh nhá. Thì bức tranh ngày hôm nay chúng ta sẽ chép là bức tranh Đêm đầy sao của họa sĩ Van Gogh. Và trong bức tranh ngày hôm nay mình sẽ sử dụng màu acrylic để vẽ. Thật ra là hôm nay mình định sử dụng sơn dầu để vẽ cái bức tranh này. Tuy nhiên là mình muốn những cái bạn mà đang xem video này cũng có thể cùng vẽ với mình. Tuy nhiên thì có thể đối với nhiều bạn thì sơn dầu nó có thể là sẽ hơi khó sử dụng và khó mua nữa. Cho nên là hôm nay mình sẽ sử dụng acrylic cho nó dễ dùng. Các bạn có thể cùng vẽ với mình. Vậy là những thứ mà chúng ta cần để vẽ cái bức tranh này thì đầu tiên đó là khung vải toan. Cái này thì bạn cứ ra những cái cổng trường đại học mỹ thuật nào cũng có bán nhá. Và cái cỡ này mình sử dụng là cỡ 40x50. Và bút vẽ. Và kèm với đó là bảng pha màu. Khi vẽ acrylic chúng ta luôn luôn cần phải có một cái can nước nhá. Thì cái can nước này dùng để rửa bút và làm dung môi để pha màu. Ngoài ra đặc tính của acrylic là nó rất nhanh khô, cho nên là các bạn cần một cái bình xịt dạng phun sương như thế này nữa. Để cứ 5 phút là chúng ta xịt vào trong bảng pha màu một lần để nó giữ màu không bị khô. Ok, thì cách đây không lâu có một ông bạn ở trên Facebook có chia sẻ với mình rằng là khi mà vẽ acrylic, vẽ sơn dầu ấy thì nên dán một lớp băng dính ở trên cái mặt bản mặt pha màu này. Thì mỗi khi màu khô thì chúng ta đỡ phải dùng dao để cạo, mà chúng ta chỉ cần lột cái lớp băng dính đấy ra. Quả là một phương pháp hay. Trước giờ là mình chưa bao giờ thử làm cái kiểu đấy bao giờ đâu, mà mỗi lần màu khô là cạo thấy bà nội luôn. Nói chung là cách đấy cũng có vẻ hay. Hôm nay mình sẽ thử thực hiện. Ok, mình đã dán băng dính toàn bộ bề mặt của cái bảng pha màu này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lấy màu để vẽ nhá. Ok, ở trong bức tranh này thì mình thấy có vẻ như là tông màu chủ đạo của nó là màu xanh đúng không? Thế thì mình sẽ lấy một ít màu xanh ra đây. Dùng một cái bay. Cái bay này thì ở trên cửa hàng bán đồ họa cụ nào cũng có. Các bạn có thể ra đấy để hỏi mua. Và mỗi lần lấy màu xong thì các bạn nhớ lau cái màu ở trên cái bay nhá. Không, cái acrylic này nó mà khô lại là rất là khó cạo đi đấy. Xanh này là xanh nước biển. Mình ra lấy thêm một chút xanh dương. Ít mẹ, cái hộp này khó mở thế nhở. Yeah, ra rồi. Cái này có một ít màu đen nữa nhở. Thôi chết con mẹ rồi, hình như là mình quên mua màu đen rồi. Địt mẹ, màu trắng cũng thiếu luôn. Ok, bây giờ mình sẽ phải tạm dừng video lại để đi mua màu. Hẹn gặp lại các bạn sau 30 phút nữa. Ok, thì mình vừa mới đi mua màu về rồi đây các bạn. Thế ra không phải là mình chỉ thiếu mỗi màu đen đâu mà còn thiếu cả màu trắng nữa. Mà màu trắng là một trong những cái màu cực kỳ quan trọng. Ok, trong bức tranh này mình thấy rằng còn có màu đen này. Một ít màu trắng này. Có ít màu vàng với là màu cam nữa nhở. Dịt mẹ, cái hộp màu cam này có vẻ hơi bị khô rồi. Cũng phải đến 2 năm rồi mình mới động đến cái chỗ acrylic này đấy. Từ cái lúc chuyển sang vẽ sơn dầu là mình không còn vẽ acrylic nữa luôn. Ok, vậy là đây sẽ là những số màu mà mình sẽ sử dụng trong cái bức tranh lần này. Trông cũng đẹp phết nhỉ. Việc trước tiên mình sẽ làm đó là xịt một ít nước vào đây để giữ ẩm. Ok, chúng ta bắt đầu. Trước tiên là chúng ta sẽ phải dựng hình. Thì bây giờ mình sẽ dựng hình bằng bút luôn nhỉ. Mình sẽ sử dụng một cái màu nâu này để dựng hình. Để vẽ một lớp lót thì đúng hơn. Và các bạn khi vẽ cần có thêm một cái rẻ để lau bút nhé. Lấy một ít nước vào đây. Để xem nào. Ở đây là cái cây nó nằm ở đây đúng không? Có cái khoảng này. Mình không hiểu sao là mình rất là thích chép cái bức Đêm đầy sao của ông Van Gogh này. Mình nhớ hình như là mình đã chép ít nhất là 2 lần liền rồi. Có một lần mình đã chép bức này bằng bút chì màu, với một lần mình chép bằng bút sáp dầu đúng không? Không biết là những bạn nào đã xem cái video đấy của mình rồi. Nhiều bạn có thể sẽ thắc mắc rằng tại sao mình lại phải vẽ lót trước khi lên màu, thì đơn giản là mình thích thế. Đùa tí thôi, chứ thật ra đặc tính của acrylic là nó rất nhanh khô. Vì thế nó rất là tiện lợi cho việc vẽ theo phương pháp chống lớp. Cái lớp này chỉ cần khoảng 2-3 phút là khô hoàn toàn. Cái này đéo biết là cái cây hay là cái bụi gì. Mình nói thật là tranh của Van Gogh có nhiều bức nó quái đản vãi cả lìn ra. Nhưng mà trông nó vẫn có cái kiểu rất là thu hút. Đây, cái này nó là cái dạng núi à? Hay nó là cái gì? Trông dị vãi. Có thể nhiều bạn
Trước nay mình vẫn cho rằng Van Gogh là một họa sĩ theo trường phái ấn tượng. Bịt mẹ đang vẽ cái camera đã hết pin. Đây là cái ngôi sao, cái vòng tròn này là cái ngôi, là cái ngôi sao đúng không? Hồi nhỏ mình xem mấy bức tranh của ông Van Gogh này, mình thấy vẽ chả có cái gì đặc biệt mà tại sao tranh nó lại đắt thế. Nhưng mà khi lớn lên đến bây giờ là bắt đầu đi vào mỹ thuật chuyên nghiệp rồi thì mình thấy tranh của ông này rất là hay. Xét về những họa sĩ cùng theo trường phái ấn tượng thì Van Gogh theo mình có vẻ là chưa phải là người giỏi nhất đâu. Tuy nhiên thì theo mình có lẽ vì ông này ông mới trở thành một huyền thoại. Đó là vì ông ấy là một trong những người đi tiên phong mở đường cho những cái thường, cho những cái trường phái khác phát triển sau này. Ví dụ như là cái bức đêm đầy sao này, theo mình thấy thì nó cũng không hẳn là thuộc trường phái ấn tượng đâu, mà nó gần với trường phái biểu hiện hơn. Nói chung ấn tượng là một trường phái vẽ rất là nhanh và sử dụng những cái màu sắc để mô tả những cái ánh sáng, những cái quang cảnh ở trong cái thời điểm mà họa sĩ đang vẽ. Có nghĩa là họa sĩ là đa phần là vẽ ngoại tranh ở ngoại cảnh, vẽ ngoài trời, vẽ trực tiếp luôn để họ ghi lại những cái màu sắc, những cái ánh sáng ở trong cái thời điểm đấy. Đại loại thế. Ví dụ như là bạn vẽ tranh vào một cái buổi hoàng hôn chẳng hạn thì ánh sáng luôn là khung cảnh luôn bị ám vàng hoặc là ám đỏ bởi vì cái ánh sáng của mặt trời lúc đang lặn đúng không? Hoặc là ánh sáng của quang cảnh ngoại cảnh lúc 12 giờ trưa thì nó sẽ luôn luôn khác với màu sắc của ánh sáng lúc hoàng hôn hay là bình minh rồi đúng không? Đi mẹ dưới kia đừng có ông hàng xóm mà ông nhìn lên phòng mình. Ngại vậy. Đây là một ngôi sao nữa này. À, quên mất mình đang nói đến đâu rồi nhỉ? Có nghĩa là ánh sáng ở ban ngày nó sẽ khác với ánh sáng lúc hoàng hôn, hoặc là ánh sáng mà khi trời mưa nó sẽ khác với ánh sáng lúc trời nắng đúng không? Thì là những họa sĩ ấn tượng sẽ dùng những màu sắc vẽ thật nhanh và ghi lại những cái thay đổi của màu sắc quang cảnh trong cái thời điểm đấy. Tuy nhiên thì đến thời đại bây giờ là máy ảnh chúng ta đã có hết rồi, cho nên là những cái trường phái ấn tượng hội họa nó chỉ gọi là một cái gì đó mang tính chất nghệ thuật thôi, cho nó không như là cái thời mà. Nói chung là mình không biết giải thích cho như thế nào cho nó dễ hiểu. Tuy nhiên là nếu mà các bạn thực sự có nhiều bạn có hứng thú với cái trường, các trường phái nghệ thuật thì có thể mình sẽ làm hẳn một video để nói riêng về các trường phái vẽ tranh. Có rất là nhiều trường phái chủ nghĩa hiện thực này, chủ nghĩa siêu thực này, chủ nghĩa biểu hiện này, trường phái dã thú này, trường phái ấn tượng này, trường phái lập thể này, hay là trường phái lãng mạn này. Ôi nó nhiều lắm. Nếu mà thực sự có nhiều bạn có hứng thú với những cái mà trường phái hội họa như thế thì cứ comment ở bên dưới phần bình luận cho mình biết nhá. Nếu mà đủ nhiều và mình cảm thấy nhiều bạn quan tâm thì mình sẽ làm riêng một video để nói về vấn đề này. Không biết đã hết 5 phút chưa nhỉ? Mình phải xịt màu ở đây một lần cho nó dựa. Thật ra vẽ một cái acrylic như này nó rất là hay, tại vì nó không khô lâu như sơn dầu. Vẽ một cái là có thể trưng luôn, 5 phút nó khô liền. Hình như mình vẽ hơi sai sai cái gì, thôi kệ con mẹ đi. Cái này trồng bao nhiêu lớp sửa chả được. Xoáy xoáy này. Ok, cái lớp lót mình vẽ vậy thôi. Bây giờ mình chuyển sang lên màu nhá. Ok, đối với bức tranh này thì mình sẽ lên màu dần dần. Có nghĩa là mình sẽ lên trước một lớp màu mỏng, lên màu trước một lớp mỏng, xong đó chỉnh sửa dần dần. Tại vì cái acrylic này muốn lên màu dày ngay cũng khó, tại vì cái tính chất của nó không biết là do là màu của mình là màu rẻ tiền hay là do cái đặc tính của acrylic nó là như thế. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ rất là khó trồng dày màu từ ngay những lớp đầu tiên, cho nên cách tối ưu nhất để vẽ acrylic đó là lên màu từng lớp một. Thật sự thì cái màu 3D này nó cũng là hàng rẻ tiền thôi. Acrylic đắt tiền có thể chất lượng nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên là bước này mình chỉ vẽ chơi chơi thôi, cho nên là mình cũng không việc gì phải mua những cái màu đắt tiền cả. Cái cây này hình như là nó màu xanh đen nhưng mà hơi ngả sang xanh lục. Ok, mình cần lấy một tí xanh lục vào đây nữa. Thối thế. Chết con mẹ rồi, màu khô rồi. Đi con mẹ, để màu để lâu quá màu khô hoàn toàn rồi các ông ạ. Lọ này ngày xưa mua cũng mấy chục nghìn. Và đành vứt sọt rác. Vậy là chúng ta không có màu xanh lục. Chúng ta đành phải pha màu xanh lục bằng cách pha màu vàng với màu xanh vậy. Đó, vậy là chúng ta có được màu xanh ngay này. Bạn lưu ý nhá, vẽ cái này mà để dính vào áo hay là rơi màu xuống sàn hắn cứt đấy. Ôi cái địt mẹ. Xanh lục nhưng mà nó lại hơi thâm đen tẹo nhỉ.
Tôi thấy mít đen rồi đây. Cái acrylic này theo mình thấy là nó có đặc điểm là nó hơi bị rực rỡ quá mức so với sơn dầu. Vẽ sơn dầu nhiều lúc mình muốn cái màu nó rực rỡ lên cũng không được ấy. Video ngày hôm nay là một video không hề có một kịch bản, không hề có được một sắp xếp một cái dàn ý nào trước cả, cho nên ăn nói có thể nó sẽ, cho nên mình ăn nói có thể nó sẽ hơi bị lung tung. Nhưng mà rất mong các bạn bỏ qua. Nói thế nhưng những cái video lần trước mình nói mặc dù là có kịch bản đấy nhưng mà các bạn cũng có bỏ qua đéo đâu. Các bạn bắt lỗi mình từng câu từng chữ một. Đây thấy chưa, mẹ chưa gì nó khô rồi này. Xịt màu lên. Phải giữ cho màu luôn luôn ẩm ướt nhá. Để nó khô là ăn cứt đấy. Nhiều bạn dạo này xem video của mình nói rằng là cái mặt của mình nó không được biểu cảm cho lắm. Thực sự thì mình cũng rất là muốn biểu cảm. Nhưng biểu cảm kiểu gì bây giờ? Trong phòng bây giờ chỉ có mỗi một mình. Bây giờ với là hai cái máy ảnh này, một cái điều hòa với một cái máy tính. Mình có ai để nói chuyện đâu mà cười biểu cảm với là cười được. Thật sự thì nói thẳng ra là mình có thể diễn xuất một tí kiểu nhăn nhở kiểu hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Thành Phạm hay là thế nọ thế kia, cũng chả sao đâu, nhưng nói chung là mình chả biết gì phải thế. Lúc đầu là mình cũng nghĩ là như thế nó cũng sẽ tốt hơn, nhưng mà sau này thì mình nhận được phản hồi của rất là nhiều người cho rằng là cái cách đấy nó lại vô tình tạo ra một cái nét độc đáo riêng cho mình. Cho nên là mình cứ thế mình làm thôi, chả việc đéo gì mình phải nghe lời góp ý của chúng nó là mặt phải biểu cảm hơn cả. Có thể nhiều bạn cho rằng mình là một thằng rất là gắt gỏng và mau chó đúng không? Thì đúng là như thế đấy. Video ngày hôm nay là không có kịch bản hay gì hết, cho nên nói năng xàm xí tí. Thi thoảng cũng nên vậy cho vui nhỉ. Thế nào, cái này là màu xanh này. Thực ra cái acrylic này rất là hay. Nếu mà vẽ đặc thì trông nó sẽ giống như là sơn dầu. Còn vẽ loãng thì nó sẽ giống như là màu nước. Đây là một cái điều mà sơn dầu nó không thể làm được. Tuy nhiên thì mình vẫn thích vẽ sơn dầu hơn. Không biết là lúc biên tập video thì mình sẽ cắt ngắn những cái đoạn mình nói vừa rồi trong khoảng mấy phút. Nhưng nãy giờ là mình vẽ được tầm khoảng 20 phút rồi. Cứ đứng vẽ không như thế này thì cũng buồn nhỉ. Thôi mình kể một chuyện gì đó vui vui nhá. Hay là kể chuyện mình thời mình còn là sinh viên đi đại học nhá. Ok, thì cái thời mà mình còn là sinh viên ấy thì mình cũng phải đi ở trọ, ở nhà trọ. Thì là mình rất là hay trọ ở cái khu Cầu Giấy. Mình không hiểu sao mình lên đến đấy là mình rất là thích ở khu Cầu Giấy, mà mình không muốn ở cái nơi nào khác luôn. Mình không hiểu vì sao nữa. Thì là cái nhà đầu tiên mà chị gái thuê cho mình là nó nằm ở cái ngõ 79 Cầu Giấy. Ngõ 79 Cầu Giấy. Ở ngay gần đầu ngõ luôn. Thì là cái ngôi nhà này giá rẻ lắm. Tuy là phòng hơi chật, có 10m2 thôi, nhưng mà giá rất là rẻ. 1,5 triệu một tháng. Đi thuê nhà ở Hà Nội mà 1,5 triệu một tháng là rẻ đấy. Cái phòng đấy có 10m2. Nhìn không biết là có nên gọi đấy là cái phòng hơn hay là nên gọi là cái lều. Tại vì cái phòng đấy nó giống như là kiểu cái nhà đấy nó giống như là một cái nhà có một tầng thôi. Nhưng mà cái ông chủ nhà này này là ông ấy muốn đệm thêm một tầng nữa để mà cho thuê. Thì là cái phòng đấy nó không hề được xây xi măng mà nó được lợp bằng tôn. Lợp bằng tôn và cái vách của nó là nó được bên ngoài là lợp tôn, bên trong là lợp thêm cái vách bằng thạch cao. Trông cũng tương đối đẹp và cũng ra dáng là một cái phòng. Nói chung là ở được, mỗi tội hơi chật thôi. Mình ở được có một mình. Hồi đấy là còn chưa vào đại học. Hồi đấy là mình mới lên để ôn thi ở mấy cái lò luyện vẽ cạnh trường đại học mỹ thuật công nghiệp thôi. Là để lên đấy để ôn thi thôi chứ chưa hề đi học nhá. Thì là nói chung là cái anh chủ nhà này, anh ấy khá là trẻ, tầm khoảng 30 tuổi. Thì cái thời điểm mà mình còn đang ôn thi để vào đại học đấy là cái năm đấy là năm 2015 thì phải. Mình ở trên đấy để trọ mấy tháng thôi, tại vì trọ để ôn thi mà. Thì mình nhớ là cái mùa hè năm 2015 nó là một cái mùa hè gọi là nóng kỷ lục luôn. Hình như là năm đấy nóng đến tận 45 độ thì phải. Năm đấy hình như là Ấn Độ còn chết 2-3 nghìn người gì đấy vì nắng nóng. Mình nhớ là cái năm đấy là nó như vậy. Tóm lại là cái mùa hè năm đấy nó rất là nóng. Mà cái phòng của mình thì mình vừa nói rồi đấy, nó lợp bằng tôn. Lợp bằng tôn, các bạn biết là nó nóng kinh khủng khiếp đến mức nào rồi đúng không? Thì là ở cái khu nhà đấy là ông là anh đấy, anh ấy có hai phòng cho thuê. Một phòng là giá 1,5 triệu, 10m2, không có điều hòa. Là cái phòng của mình. Còn một cái phòng bên cạnh là phòng có giá là 2,3 triệu. Phòng bên cạnh là 2,3 triệu, tầm khoảng 20m2 và có điều hòa. Cái hồi mà mình còn cái lúc mà mình còn trọ ở đấy thì cái khu nhà của anh đấy chỉ có mỗi một mình trọ thôi, còn phòng còn lại vẫn đang biển cho thuê, chưa có ai thuê cả.
Thì ở cái phòng rộng đấy nó vừa rộng nó vừa có điều hòa mà lại chưa có người thuê, cho nên là cứ đến tối là anh chủ nhà anh ấy lại lên cái phòng bên cạnh đấy anh để anh ấy ngủ. Thì anh ấy nhìn thấy mình là trời nóng ở cái phòng nhỏ mà lại còn không có điều hòa nữa, thì có thể là ông ấy thương, ông ấy gọi mình sang để ngủ cùng cho nó đỡ nóng kiểu kiểu đấy. Nhưng mà hồi đấy thì thực sự thì mình cũng rất là muốn sang để ngủ cho nó mát đấy, nhưng mà các bạn biết vì sao mà mình dứt khoát mình không dám sang không? Ông đấy ông ấy gần ông ấy đấy ông là ông hơn 30 tuổi, ông ấy chưa vợ con gì cả, người yêu người uốn cũng chả thấy có. Mình sợ ông này ông là gay, nhỡ nửa đêm ngủ ông sờ chi mình sao? Ok, có thể là mình suy nghĩ hơi nhiều, nhưng mà nói chung thì cái thời điểm đấy mình còn quá là trẻ, mới có mười mấy tuổi. Trong hồi đấy mình còn tương đối khá là béo, trắng trẻo, còn bụ bẫm nhìn đáng yêu. Mặc dù là mình cảm giác và tưởng tượng như thế thôi, có thể là do mình xem phim nhiều quá cho nên mình hay tưởng tượng vậy thôi, chứ thực sự là mình cũng không ngửi được cái mùi BD từ ông này. Tuy nhiên thì biết thế đéo là được, mình vẫn cứ nên cảnh giác thì hơn. Thực sự thì mình không có thành kiến gì, mình thực sự thậm chí còn rất là khoái những cái ông gay ông BD ấy. Mình tiếp xúc với những cái người như vậy mình thấy họ rất là thoải mái và cởi mở. Nhưng mà tuy nhiên thì cái hồi đấy mình vẫn quá trẻ và mình không muốn mất trinh. Ok, nói chung là mình ở cái khu nhà đấy nó cũng không lâu, mặc dù anh chủ nhà đấy thì anh cũng tương đối là tốt. Tuy nhiên thì mình vẫn không ở khu nhà đấy lâu, tại vì ở đấy thứ nhất là nó đóng cửa theo giờ, tầm 10 rưỡi là nó đã đóng cửa rồi, đóng cửa rất là sớm, mà mình lại hay đi làm đêm nữa, mà ở khu đấy nó lại nuôi một con chó nữa. Cứ đến tầm khoảng 2-3 giờ sáng là nó kiểu chó nó động được ấy, tầm 2-3 giờ sáng thì nó lại sủa inh ỏi lên, thì mình bị mất ngủ và nó liên tục sủa cho đến khoảng nửa tháng. Khi mà nó vượt quá sức chịu đựng của mình thì mình buộc phải chuyển nhà thôi. Mình thấy ngủ lắm, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ là mình tỉnh giấc rồi, cho nên là ngày nào cũng có một con chó nó sủa ở bên tai như vậy thì mình thật sự không thể nào mà chịu nổi. Thời sinh viên mình chuyển nhà cũng nhiều, mình học ở đấy, mình học ở cái trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp có 2 năm mà mình chuyển nhà đi 4 lần liền. Mình chuyển nhà đến 4 lần liền và mình rất là thích trọ ở cái khu Cầu Giấy. Mình không biết tại sao, như kiểu ở đấy nó có cái gì nó cảm giác nó quen thuộc lắm, mình rất thích ở khu Cầu Giấy. Và trong bằng đấy năm đi học thì mình thường là mình chọn mình chẳng ở với ai cả. Thôi quay trở thôi xàm xí thế đủ rồi, quay trở lại vẽ tranh nhá. Trong cái dãy này nó như kiểu là một cái dải ngân hà nha, có lẽ phải pha thêm chút trắng vào. Các bạn lưu ý là mỗi khi vẽ xong thì phải cắm bút luôn vào trong cái ca nước như này nhá, không là bút màu nó khô lại là hỏng bút đấy. Ok, vừa nãy đã kể chuyện đến đâu rồi nhỉ? Đang kể chuyện đến đoạn mà mình chỉ ở trọ có một mình thôi đúng không? Thì lý do thứ nhất là mình ở hay ở trọ chỉ có một mình, thứ nhất là mình hay đi làm đêm, mà ở trọ hai người nó rất là phức tạp. Mình đã từng trọ chung với nhiên một vài người rồi, tuy nhiên là mình thấy nó không được thoải mái. Trọ chung thì nó có một cái ưu điểm, đó là các bạn có thể chia bớt được tiền phòng, thì là cái tiền nhà nó sẽ nhẹ hơn, tại vì thật sự thuê nhà ở Hà Nội nó rất là đắt. Ví dụ như là một căn nhà mình thuê cái căn nhà mà 10 mét vuông mà nhà lập tôn như vừa rồi mà mình vừa kể ở đầu có chuyện ấy là thuộc dạng giá rẻ rồi đấy. Còn thực sự 1,5 triệu để mà thuê một căn nhà tử tế ở trên Hà Nội, ở cái đất Hà Nội, thực sự nó không không phải là điều đơn giản đâu. Và nếu mà xác định là muốn ở một mình và có một cái căn căn phòng nó thật sự là gọi là thoải mái, thì các bạn cứ xác định gọi là 2 triệu một tháng, đấy là còn chưa kể điện nước. Hay là cái căn nhà mà ví dụ như là cái căn phòng mà mình thuê, cái căn phòng cuối cùng mà mình thuê trước khi mình trở về Nam Định để lập studio ấy, là căn phòng đấy có giá là 2 triệu một tháng, và mỗi tháng mình cộng thêm điện nước vào là rơi vào tầm khoảng 2,5 triệu một tháng. Và mình không chia sẻ tiền phòng với ai cả, cho nên tất cả những cái tiền đấy mình phải chịu, không cơ đồ được với ai cả. Nếu mà nói về việc ở ghép và việc ở một mình thì tất nhiên là chúng ta ở một mình nó sẽ thoải mái hơn, tuy nhiên thì cái tiền nhà trọ cũng khá là căng, nhất là chúng ta còn là khi mà chúng ta vẫn còn đang là sinh viên và số tiền kiếm được nó khá là hạn chế. Tuy nhiên thì mình vẫn thích ở một mình. Có nói chung là cái việc này nó cũng còn tùy thuộc vào một số người. Có những người người ta thích ở một mình, người ta thích cái sự riêng tư, hoặc là có những cái người mà người ta thích ở ghép tại vì họ không muốn ở trong phòng một mình, họ cảm thấy cô đơn, họ không thích cái kiểu đấy. Cá nhân mình thì mình ở một mình thì mình có thể cởi chuồng nhảy múa trong phòng và thủ dâm cả ngày mà không sợ ai biết. Ok, mình đùa thế thôi, chứ thật ra cái hồi đấy mình cái lý do mà mình ở một mình ấy, thứ nhất là mình rất là hay đi làm và cái giờ giấc đi làm của mình nó không cố định. Hôm thì mình đi làm đêm, hôm thì mình đi làm ban ngày.
Và cái lối sống của mình nó cũng khá là bừa bộn nữa. Cho nên là mình rất là sợ cái cảnh mà xảy ra những cái tranh cãi nó không đáng có. Cho nên là mình quyết định ở một mình. Và số tiền làm thêm của mình ngày xưa hầu hết là chỉ dùng để tiền trả tiền phòng, trả tiết kiệm một xu mẹ nào. Tính ra là từ cái ngày mà mình bắt đầu cuốn gói về Nam Định này, tính đến thời điểm bây giờ cũng gọi là hơn 1 năm rồi đấy. Mình bắt đầu về Nam Định từ khoảng cuối năm 2018, tháng 11 năm 2018. Bây giờ là tháng tháng 5 năm 2020, là 1 năm rưỡi rồi. Thời gian qua cũng nhanh phết. Mình là một thằng không biết có nên gọi là bị trường đuổi không, nhưng mà thực ra là nó cũng gần gần giống như đuổi. Mình thuộc dạng là nghỉ học quá nhiều. Là ngôi trường chết tiệt đấy nó bắt mình phải ở lại nguyên 1 năm, đại loại giống như là bị đúp lại 1 năm để trả nợ những cái môn còn thiếu ấy. Mà các bạn biết thừa biết rồi, trả nợ một môn nó rất là đắt. Có những cái môn mà học trình của nó lên tới 4-5 triệu, mà mình nợ đến khoảng 20 trình thì phải. Tầm đấy, tính ra là cũng phải vài chục. Mà lại còn ở lại 1 năm để còn trả nợ môn nữa. Thì lúc đấy mình chỉ suy nghĩ rằng là thì chẳng phải hay nhất là mình nên nghỉ con mẹ đi cho rồi. Nhiều người mình về đến đây thì bảo: "Ôi sao tiếc thế, học như vậy rồi lại bỏ." Nhưng cá nhân mình thì mình không thấy tiếc tí nào. Tại vì nếu bắt mình ở lại 1 năm để mình, nếu mà thực sự mình mà chưa nghỉ ở cái trường đấy thì hiện tại mình đang là sinh viên năm tư của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đấy. Những cái đứa khóa của mình năm nay là chúng đến cái thời điểm này là chúng nó đang bảo vệ đồ án thì tốt nghiệp rồi. Nhưng mà mình bị đúp lại 1 năm, cho nên là hiện tại thì có khi là mình đang học năm thứ tư. Nói chung là từ lúc đấy đến giờ là mình không hề cảm thấy có một cái tí gì gọi là hối hận, kể cả đến bây giờ luôn. Cảm thấy gì là hối hận khi mà bỏ cái trường, nghỉ nghỉ học ở cái trường đấy. Nếu mà bây giờ vẫn còn đang học ở cái trường đấy thì chưa chắc mình đã làm YouTuber. Và cũng chưa chắc là các bạn đã biết đến mình bây giờ. Hồi còn đi học á, mình lười học lắm. Thật ra thì lúc còn đi học vẽ thì mình luôn được mọi người đánh giá là thuộc dạng có năng khiếu. Tuy nhiên thì lại lười. Và lại còn hay cãi nữa. Cho nên là rất hay vào trong danh sách đen của các thầy. Ở cái bước này trông vậy mà vẽ cũng lâu phết nhỉ. Mình thấy bắt đầu hơi ngại ngại rồi đấy. Mình bắt đầu tập vẽ Xuân Dầu từ khoảng đầu năm ngoái. Có nghĩa là đầu năm 2019, tính đến nay là cũng hơn được gần 1 năm rưỡi rồi. Mình rất là ngại vẽ Xuân Dầu tại vì trên mạng nó hay có những cái tài liệu nói về Xuân Dầu nó rất là độc. Và Xuân Dầu lại còn đắt tiền nữa, cho nên mình rất là ngại. Nhưng mà sau một lần mình thử dùng Xuân Dầu thì mình cảm thấy đây chính là chất liệu mà dành cho mình. Và mình vẽ Xuân Dầu từ đấy. Đến nay là mình đã bỏ hẳn, gần như là bỏ hẳn vẽ acrylic rồi. Ok, trông có vẻ hơi bị, trông hơi kinh kinh nhỉ. Đây, ở đây hình như là nó có thêm một cái ánh trăng, cái hình trăng trăng lưỡi liềm à. Cái hồi xưa mình rất là sợ chụp hình hay là quay video. Tại vì mình cái mặt mình nó thuộc dạng nó thẳng ra là xấu trai và không ăn ảnh. Cho nên là mình rất là ngại chụp hình. Để mà có thể tự tin mà đứng nói trước một cái camera như thế, như hiện tại đây là quả cả là một sự cố gắng đấy. Và mình nhớ là cái điều này mình hình như là mình có chia sẻ trong một cái vlog rồi thì phải. Hình như chỗ này mình là nó hơi thiếu cái gì đó. Phải xịt mọi nước vào trong này không khéo màu nó khô mất. À, hôm nay mình tiện trong video ngày hôm nay mình sẽ biểu diễn cho các bạn một cái khả năng của mình khá là vui nhộn. Đó là mình có thể nói được tiếng miền Nam. Thực sự ngày xưa mình không có nhớ là mình nói được cái tiếng miền Nam là từ khi nào. Nhưng mà mẹ mình ngày xưa rất là thích, mẹ mình rất là hay xem phim miền Nam. Mình không có hiểu là sao, sao cái tiếng miền Nam nó lại khác tiếng miền Bắc. Và mình rất là thích nhảy theo cái tiếng của họ. Thật sự mình là một con người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, chưa bao giờ được bay vô miền Nam chơi cả. Tuy nhiên á, thì ôi thì mẹ nói lâu ngại quá nhỉ. Và mình khá là thích tiếng của người miền Nam. Và trong tương lai nếu có dịp thì mình có thể mình sẽ bay vô miền Nam chơi. Có thể là nhiều bạn miền Nam mà nghe người miền Bắc nhạ lại tiếng miền Nam sẽ cảm thấy khó chịu. Đây chỉ là một cái sở thích của mình thôi và mình cũng chẳng có ý miệt thị hay là xúc phạm bất kỳ một cái vùng miền nào cả. Cái hồi mà mình còn đi chạy bàn cho mấy quán nhậu ấy, thì thi thoảng gặp mấy thằng khách người miền Nam thì nó hay: "Em ơi, trăn gói đâu?" Thì mình cũng thì mình cũng hay ra hỏi: "Dạ anh order giùm em hả? Ủa em cũng người Nam hả? Quê em đâu vậy?" "Dạ quê em Thanh Hóa." Mãi về sau này mình biết là Thanh Hóa nó ở miền Trung chứ không ở miền Nam đéo đâu. Nhưng mà coi như đấy là một cái trò đùa. Thực sự đấy nó chỉ là một cái trò đùa thôi. Nếu mà các bạn thích á, mình có thể nói hẳn một, làm hẳn một cái vlog nói tiếng Nam cho các bạn nghe. Mình biết á, là cái tiếng Nam của mình nghe nó rất là khó chịu đối với những cái bạn mà người bản xứ. Thật sự thì có một vài người vào kênh của mình để bình luận là bạn này là người Nam Định, và người Nam Định đúng là người Nam Định rất là hay chửi tục.
Câu này thì không đúng đâu nhá. Chỉ qua một cái cá thể nào đó mà đánh giá nguyên cả một cái tỉnh thành của người ta toàn là những người như vậy thì nó không đúng đâu nhá. Vì cái tỉnh nào cũng có người nọ người kia cả thôi. Mặc dù đúng là theo mình Nam Định là đúng là có rất là nhiều người chỉ tục thật. Tuy nhiên thì mẹ mình là một người Nam Định gốc, có nghĩa là sinh ra và lớn lên ở Nam Định. Tổ tiên của nhà mình cũng là người Nam Định luôn. Và trong nhà mình có mỗi mình là thích chỉ tục thôi. Ok, mình phải kiếm cái ghế để ngồi chứ, đứng mãi mỏi chân lắm rồi. Chỗ này là có thêm một tí màu vàng này. Theo mình là nhiều người người ta cho rằng cái bức tranh này nó đẹp là vì nó nổi tiếng. Nhưng mà thật sự có mấy người nhìn ra được là nó đẹp ở đâu. Ví dụ như bạn đi, theo các bạn thì bức tranh này nó đẹp ở chỗ nào? Các bạn có thể comment xuống bên dưới phần comment cho mình xem nhé. Cá nhân thì mình thấy bức tranh này không đẹp. Tuy nhiên thì nó rất là lạ. Nó lạ chứ nó không đẹp. Ok, đến cái đoạn này thì mình sẽ sử dụng một cái bút đầu nhỏ để tỉa. Thực tình khi mà trước khi thực hiện cái video vừa rồi ấy, cái video mà phương pháp phối màu ấy, thì mình cũng có tham khảo rất là nhiều đứa. Ví dụ như là con bạn của mình đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Mình có hỏi nó là mày học đến năm cuối rồi thì cái trường đấy nó có dạy cho mày phối màu không? Thì nó bảo là không. Bạn mình là một mà điểm trong trường nó rất là cao. Thì mình mới nghĩ rằng có thể là nhiều đứa đi học chuyên nghiệp nhưng mà những cái phương pháp đấy chưa chắc là nó đã biết. Cho nên là mình quyết định làm ra cái video đấy vậy thôi. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là kể cả có những cái đứa mà đang đi làm chuyên nghiệp vẫn có những cái kiến thức mà chúng nó không biết. Mình ngày xưa đi học là điểm số ở trong cái trường, hồi còn đi học trong trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ấy, điểm số của mình nó giống như là một cái điểm số khi mà con đi học trong cái trường đấy của mình, nó giống như là một cái nhịp điệu tập thể dục buổi sáng ấy, kiểu 1 2 3 4 2 2 3 4 cái kiểu đấy. Mà học cái trường đấy nó buồn cười lắm, có những cái bài mà những cái đồ án mà gọi là có những cái bài mà mình tập trung, mình dồn hết tâm sức tâm huyết của mình làm trong vòng mấy ngày liền thì điểm bịt mẹ toàn 2 3 4, nhưng mà những cái bài nhá làm kiểu làm chạy trọt, làm đối phó, làm chạy cho xong ấy thì điểm lại cao. Mình nhớ là cái đồ án cuối kỳ 2 của năm thứ 2 hình như là thiết kế fix hay là bóng đèn dạng đông thì phải. Mình cái bài đấy mình làm vớ va vớ vẩn được 8 điểm. Cái bài đấy mình vẽ đúng 5 phút được 8 điểm, trong khi những cái bài mà mình tâm huyết mà mình làm đến bỏ ra hẳn một tuần liền để làm thì được có 2-3 điểm. Cho nên là học, nhất là học cái này, các những cái mà gọi là sự ức chế là các bạn không thể tránh khỏi. Không biết là những người đang xem video của mình có bạn nào đang học trong trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp không? Mình chẳng hiểu là cái ông này ông ấy vẽ cái lốc xoáy ở đây nghĩa là gì nhỉ? Mình là một người rất là thích trường phái hội họa ấn tượng. Tuy nhiên có thể nhiều bạn sẽ cho rằng mình là một fan cứng cựa của họa sĩ Van Gogh, nhưng thật sự thì không phải đâu. Nếu nói về xét về trường phái ấn tượng mà mình, họa sĩ mà mình yêu thích ấy, thì Van Gogh là một người đưa mình đến, thế nào để mình kể lại luôn cái hành trình đến với nghệ thuật của mình nhá. Nói chung là để mà làm quen được với sơn dầu thì họa sĩ mà đưa mình đến với chất liệu sơn dầu đó chính là YouTuber Daria Callier. Còn người đưa mình đến cái đam mê về trường phái ấn tượng thì chính là Van Gogh. Tuy nhiên mà cái họa sĩ mà khiến mình thật sự là thần tượng của mình trong cái trường phái ấn tượng ấy thì có thể kể đến hai họa sĩ là Claudia Monet và Camille Pissarro. Còn ông Van Gogh này thì thật sự cái trường phái ấn tượng của ông Van Gogh này nó thuộc cái gọi là hậu ấn tượng rồi, chứ nó chưa hẳn là ấn tượng đâu. Có nghĩa là cái bức tranh này chính là một cái trường phái hậu ấn tượng. Cái địt con mẹ. Có nghĩa là những cái bức tranh của ông Van Gogh này nó rơi vào cái trường phái gọi là hậu ấn tượng rồi, chứ nó không còn là ấn tượng đâu. Giải thích ra thì hơi dài dòng, nhưng mà các bạn cứ lên mạng Google gõ hậu ấn tượng là gì là sẽ thấy ngay. Và trường phái của Van Gogh nó nghiêng về trường phái biểu hiện nhiều hơn ấn tượng. Địt cụ cái đoạn cuối này nó rối vãi cả lìn ra nhỉ. Ở cái đoạn này thực sự là mình không thể nhìn ra được những cái nhà và những cái cây là ông ấy miêu tả như thế nào. Ok, thì dạo gần đây mình thấy, ok, gần đây mình biết có rất là nhiều người có vấn đề về cái phong cách ăn nói của mình. Nhiều bạn comment hỏi rằng mình tại sao họa sĩ mà lại nói tục nhiều thế. Mình nói thẳng với thật với các bạn là có thể trong mắt của các bạn họa sĩ là những cái người mà gọi là trông ngoại hình thì bẩn bẩn, gầy gầy này, tóc râu thì dài đến đây này, xong rồi tóc thì mẹ phải buộc túm ra đằng sau, quần áo thì lếch thế lếch thích, xong lúc nào người ngợm cũng xứng đầy màu. Có thể là trong mắt của những, trong mắt mọi người thì họa sĩ là một cái hình ảnh điển hình là như thế đúng không? Thật ra thì hồi mình còn đi học thì đúng là có vài thằng như thế thật. Tuy nhiên thì không phải là ai cũng như vậy đâu. Và hơn hết ấy, họa sĩ cũng là con người, họ cũng biết chửi tục. Tuy nhiên thì mình cũng là giống như bao người thôi.
Nhiều bạn vào comment trong video của mình kiểu: anh ơi, em nghĩ là anh đừng nên nói tục, tại vì trong video của anh có rất là nhiều người xem đấy, cho nên là anh bớt nói tục đi thì video này nó sẽ tốt hơn đấy. Em góp ý để kênh của anh tốt hơn thôi. Mình nói thật là thực sự có rất là nhiều đứa nó có cái tư duy nó rất là kỳ cục. Giả sử như bây giờ nó không thích kênh của mình đi, nó không thích nghe mình chỉ tục, thì nó hoàn toàn có thể tắt video của mình đi và sang kênh của người khác để xem những cái kênh mà nó phù hợp với cái thị hiếu của nó. Nhưng thay vì thế thì không, lại vào gửi một cái comment là: anh ơi, anh đừng nên chỉ tục, bạn không thích mình nghe mình chỉ tục, bạn biến qua kênh khác để bạn xem, và bạn đừng ngụy biện cho cái hành động phán xét của bạn dưới một cái dạng gọi là góp ý hay là muốn cho kênh của mình tốt hơn. Cái thứ nhất ấy, bạn góp ý cho mình để cho mình bớt chỉ tục đi ấy, thì các bạn chỉ khiến cho mình máu chó và chửi càng dữ dội hơn thôi. Các bạn hãy xem lại tất cả những cái video của mình. Mình không hề chửi ai cả, mà chỉ đơn giản đấy là một cái câu chửi thề mình thêm vào một video là để gọi là nhấn mạnh một cái vấn đề gì đó, biểu lộ một cách thật sự là chân thành một cái vấn đề gì đó. Và cái thứ hai nữa, đó là cái thói quen của mình. Mình nói chuyện ngoài đời mình hay chỉ tục vậy đấy. Thực sự ấy, mình không ép các bạn, mình không có quyền ép ai phải xem video của mình cả. Nếu giả sử mà bạn cảm thấy video của mình nói tục nhiều quá, nó không hợp với cái thị hiếu, cái văn hóa hay là cái văn minh của cá nhân bạn, bạn có thể biến sang kênh khác để xem những cái video của những blogger nó có văn hóa hơn là mình, xem video của mình, ok. Còn bạn bảo bây giờ bạn muốn góp ý cho mình bớt chỉ tục đi chỉ vì muốn tốt cho kênh của mình, thì mình đéo hiểu là cái gì tốt ở đây. Chỉ có mình là người lập ra kênh, mình là người phát triển nó đến tận bây giờ, cho nên chỉ có mình mới biết là cái gì tốt cho kênh của mình. Các bạn có quyền xem video của mình, các bạn có quyền bình luận hoặc đưa ra ý kiến cá nhân của bạn về cái nội dung hoặc là những cái phương pháp mà mình đưa ra trong video đấy. Tất nhiên là mà ý kiến nào mà gọi là hãm lìn quá thì mình vẫn block. Nhưng mà các bạn không có quyền dạy dỗ mình về cách mình ăn nói. Thật ra trong cái lúc mà biên tập trong cái video ấy, mình hoàn toàn có thể cắt ghép hoặc là xóa bỏ những cái đoạn chửi thề đi, nhưng mình không thích làm thế. Thứ hai là các bạn có công nhận là nhờ việc nói tục chỉ bậy mà mình nổi bật và có một cái nét gì đó nó rất là riêng so với những một rừng vlogger hiện nay. Và cái thứ ba nữa là mình có nói tục chỉ bậy đi nữa thì cũng không đến lượt các bạn phải góp ý về dạy dỗ mình. Các bạn hiểu không? Vì mình không ăn cơm nhà các bạn. Còn đừng vào kênh của người ta để lại bình luận là: anh ơi, em thấy anh bớt nói tục đi. Ừ, thế bây giờ giả sử như là mình khuyên bạn là bạn bớt cào phím đi, thì liệu bạn có bớt không? Thường thì những cái bình luận mà gọi là kiểu góp ý nhẹ nhàng là anh ơi, anh bớt chỉ tục đi, thì mình sẽ chỉ block thôi. Còn những cái thằng nào mà kiểu bịt mẹ kênh thằng này suốt ngày chỉ tục, rồi nói chung là buông ra những cái lời phán xét ấy, thì mình sẽ không block nó. Sẽ ghim cái bình luận của nó lên đầu một bình luận để cho những cái người mà ủng hộ mình, những người yêu quý mình, họ sẽ thay mặt mình chửi mặt nó, cho nó biết thế nào gọi là cái tội anh hùng bàn phím. Các bạn hiểu không? Nếu bây giờ các bạn thực sự là yêu quý mình, muốn tốt cho kênh của mình ấy, các bạn có thể xem video của mình, góp cho mình một view và bấm like một cái, hoặc ấn share, chia sẻ, hoặc là có thể để lại một cái bình luận ở bên dưới là video rất hay, cảm ơn bạn. Ok, như thế thì mình cũng rất là cảm ơn. Và đấy sẽ là một cái nguồn động lực rất là lớn để cho mình phát triển những cái video tiếp theo. Đấy mới gọi là tốt cho mình. Còn các bạn ấy bảo mình bớt nói tục đi vì muốn tốt cho kênh của mình, thực sự nó chả tốt cái đéo gì cả đâu. Thứ nhất là các bạn là mình bực mình là đã tổn hại đến long thể rồi, đúng không? Và các bạn làm cho mình mất thời gian để đi block cái comment của các bạn. Một comment các bạn có thể gõ đến mất đến vài phút. Tuy nhiên thì block các bạn thì mình chỉ cần khoảng 2 giây thôi. Còn mình chả cần ai góp ý cả. Mình cũng chẳng cần ai tốt cho kênh của mình. Giả sử các bạn mà xem video của mình ấy, mỗi đứa vào đây xem cứ trả cho mình khoảng 10.000 một lượt xem đi, khoảng 1.000 đứa là mình được 1 triệu rồi. Thì lúc đấy các bạn góp ý cái đéo gì mình nghe. Còn không thì các bạn nên cà phím ít lại. Cách đây mấy hôm còn có một trường hợp cá biệt còn một comment là: em biết là anh không thích nghe góp ý rồi, nhưng mà em vẫn phải góp ý là anh nên bớt nói tục lại. Thật ra là mình đã lỡ block nó mất rồi. Chứ không là mình, lúc đấy mình nghĩ lại thì có khi là mình sẽ nên ghim cái comment của nó ở lên mục đầu bình luận cho mọi người thấy được cái sự ngu lồn của nó. Biết được là người ta không thích rồi nhưng mà vẫn cố làm thì có phải là bạn bị ngu không? Mình đã nói với các bạn trong một video rồi, đó là mình không phải là một người hay có thói quen tiếp nhận ý kiến góp ý của người khác cho lắm. Nhất là các bạn là những người mà mình không hề quen biết. Cách đây không lâu cũng có một thằng
tự nhận là fan gốc của mình. Fan gốc có nghĩa là người theo dõi mình từ những cái ngày đầu tiên ấy, từ những cái kênh YouTube của mình còn chưa phát triển ấy. Nó nhận là nó như thế chứ thực sự là mình cũng chẳng biết nó là ai. Nó bảo là kênh của anh dạo này nói tục nhiều quá. Anh cần gì phải nói tục như thế? Em thấy nhiều đoạn anh chêm vào một chỗ nó không cần thiết. Mình nói thật đấy, nếu mà các bạn có một cái ý kiến nào đó muốn góp ý thì trước tiên là các bạn cứ áp dụng cái ý kiến góp ý của các bạn và chính bản thân các bạn đi đã. Các bạn khuyên người khác không được nói tục, nhưng mà bản thân các bạn có chắc rằng là các bạn không bao giờ nói tục không? Mà nói thật này, trong cái thế giới của vlogger, cái thế giới YouTuber này, không chỉ mình là cái thằng hay nói tục mà còn rất là nhiều. Các bạn đâu thể là một tay che được cả bầu trời đúng không? Liệu các bạn có vào được tất cả những cái kênh đấy để vào khuyên từng người một là đừng nên nói tục được không? Mình nói thật là bạn nghĩ rằng là bạn nghĩ bạn là ai mà mình lại phải nghe theo lời góp ý của bạn? Mình nói thật luôn, bản thân mình ấy, mình không thích nghe lời góp ý của người khác và mình cũng chẳng bao giờ đi góp ý cho ai. Mình chẳng bao giờ mình đi vác mõ một kênh của người ta để mà chỉ dạy cho người ta là bạn phải nên nói chuyện như thế này hay là thế này. Mình thật sự, nếu các bạn can đảm ấy, các bạn có thể ra ngoài đường Trần Duy Hưng kìa, Trần Duy Hưng Hà Nội ấy, góp ý cho bọn cà phê ở đấy. Các chị ơi, em nghĩ là các chị đủ ít thôi, họ có hại trên sức khỏe lắm, đại loại thế. Hay là đi khuyên mấy anh chị giang hồ là các anh ơi, em nghĩ các anh đừng nên nhắm mắm tôm ở nhà người ta nữa, như thế là không tốt cho đạo đức đâu, đại loại thế. Các bạn dám làm thế không? Mình không dám rồi đấy. Nếu các bạn dám làm thế ở ngoài đời thì các bạn hãy lên mạng vác mõ vào kênh của người ta để dạy người ta phải nói chuyện như thế nào. Còn nếu các bạn không dám làm những cái chuyện ở ngoài đời nhưng mà các bạn lên mạng các bạn tung hoành ngang dọc thì người ta gọi là anh hùng bàn phím đấy. Mình nói là không phải là xúc phạm ai đâu, nhưng mà những cái đối tượng này theo phân tích tổng quát của mình đa phần nó rơi vào cái tầm tuổi từ 13 cho đến 18 tuổi. Có nghĩa là độ tuổi trẻ trâu đấy. Tất nhiên là không phải ai ở trong cái tầm tuổi này cũng thế, nhưng ý của mình nói là nó nằm đa số ở cái độ tuổi đấy thôi. Hôm trước còn có một thằng nó comment ở kênh của mình là thằng mình là thằng trẻ trâu thích thể hiện. Thì là đít mẹ, mày buồn cười. Đây là kênh của tao, đây là ngôi nhà của tao, tao không thể hiện ở nhà của tao thì chẳng lẽ tao đi vào nhà mày để tao thể hiện à? Nói đúng chưa? Nếu mà các bạn cho rằng cái hành động chửi nói tục chửi bậy của mình là thiếu văn minh hay là phản cảm, thì là cái hành động của bạn bay vào nhà người khác để dạy dỗ và chửi bới người ta thì là hành động đấy là có văn minh và có thiện cảm. Những cái bọn đấy thường là nó có vấn đề về nhận thức, cho nên là mình không thích phải bỏ thời gian ra để mà tranh cãi với nó làm cái gì. Mình tốt nhất là cứ dành cho nó một nút block, thế là xong. Đây là kênh của mình, vận hành theo luật chơi của mình. Bất kể có một cái comment nào phản bác về cái cách nói chuyện của mình đều sẽ bị block. Nếu các bạn không thích thì các bạn có thể qua kênh người khác để xem. Nếu thích và muốn góp ý cho kênh tốt hơn thì chỉ việc để lại một cái like, một cái comment khen ngợi video hay quá là được. Đấy chính là một nguồn động lực lớn nhất của một YouTuber. Còn cái kiểu anh ơi, anh phải nói chuyện như thế này thì mình dí lồn nghe. Mình để ý nhiều kênh YouTuber của nhiều thằng khác rồi, có rất là nhiều bình luận chê chúng nó dựng video thế nọ thế kia, hay là cách chúng nó nói thế nọ thế kia không hay hay là như thế nào. Thì cái bọn đấy có thể là nó ít người theo dõi, ít người theo dõi hơn mình, hoặc là cá tính của nó hiền lành hơn mình, thì nó có thể là ậm ừ cho nó qua thôi. Nhưng mà đéo phải thằng nào cũng như thế đâu các bạn. Các bạn muốn người ta phải nghe theo lời góp ý của các bạn, trước tiên các bạn phải chứng minh được các bạn là ai. Giả sử như mình đấy chẳng hạn, bây giờ giả sử như là có một người nào đó có một kênh YouTube cũng chuyên về mảng vẽ tranh nghệ thuật chẳng hạn, có nhiều người theo dõi hơn mình, nổi tiếng hơn mình, trình độ cao hơn mình, góp ý có khi mình sướng quá mình nghe ngay, tại vì người ta có kinh nghiệm hơn mình, người ta muốn truyền đạt cho mình thì tội gì mình lại không nghe đúng không. Nhưng những cái đứa mà gọi là vô danh tiểu tốt suốt ngày chỉ biết lên mạng phán xét và cáo phím ấy mà lại muốn người ta phải nghe theo lời góp ý của mình thì đéo bao giờ có chuyện đấy đâu. Bởi vì cuộc đời này nó không giống như là mơ đâu các bạn. Thực sự mình đéo phải là hoa hậu thân thiện đâu. Cứ thỉnh thoảng lại có một thằng mẹ nhảy nổ một cái comment: Thành ơi, em phải góp ý về cái cách nói chuyện của anh, anh nói tục chỉ bậy nhiều quá, nghe nó phản cảm lắm. Thế đít mẹ, thế cái hành động vào kênh người khác cáo phím dạy dỗ người ta thì chắc là có thiện cảm. Mình xin lỗi các bạn là ngày video ngày hôm nay là nó không mang một cái ý nghĩa gì cả, đơn giản nó chỉ mang tính chất để cho mình xả stress thôi. Mình nói thật với các bạn là những cái thành phần mà suốt ngày đi lên mạng để chửi bới người khác ấy toàn là cái bọn thất bại trong cuộc sống, đéo có việc gì để làm. Giả sử cứ như mình này, mình mỗi ngày ấy không luyện vẽ
thì cũng phải ngồi viết kịch bản cho video mới, phải vắt óc ngồi nghĩ xem là video tới mình nên làm cái gì, nên nói về cái gì để giữ được cái lượng tương tác của khán giả dành cho mình. Đương nhiên là mình đều có thời gian để mình sang kênh của người khác để mình chửi bới người ta rồi. Và mình không bao giờ có ý định trở thành một con người gọi là gương con người của xã hội hay là con người của công chúng hay là như thế nào. Ví dụ nhé, bây giờ mình là một con người hoàn toàn bình thường thôi, một thằng họa sĩ thất nghiệp ở nhà ăn bám cha mẹ. Thì đương nhiên là mình cũng như bao người, mình cũng chửi tục, cũng ỉa, cũng đái, cũng đụ như bao nhiêu người. Có thể các bạn lên mạng các bạn chửi diễn viên, người mẫu, ca sĩ, người ta là người của công chúng, thì các bạn có thể chửi người ta, thì người ta phải nhịn để người ta giữ hình ảnh cho cá nhân của người ta. Nhưng mình thì có cái hình ảnh lồn gì đâu mà giữ. Mình cũng là một con người bình thường như các bạn thôi. Vậy thì tội gì mình đâu ăn cơm nhà các bạn, mình cũng chẳng lên truyền hình để mà phổ biến văn hóa hay là cái gì cả. Cho nên mình chẳng việc gì mình phải cương nhịn hay là phải ăn nói thật nhã nhặn cho những người ta cảm thấy có thiện cảm với mình. Người ta có thiện cảm với mình thì tốt, không có thì cút, mình cũng không cần. Và sống ở trên cái cuộc đời này, chúng ta không nên xả lồn các bạn ạ. Bây giờ giả sử như là ở trên video của mình suốt ngày mình nhã nhặn kiểu hi, chào các bạn, mình tên là Thành Phạm và mình không bao giờ mình biết nói tục là gì, mình sợ nhất là mấy câu địt mẹ hay là đại loại gì đấy. Ờ thì sau này biết đâu mình có một cơ hội người ta hợp tác, có một cơ hội là hợp tác với một ai đó chẳng hạn. Có một ngày người ta hẹn gặp mình: Thành ơi, mình muốn gặp bạn để ngỏ ý hợp tác về một dự án sắp tới, đại loại thế. Thì người ta đã quen với cái hình ảnh của một Thành Phạm rất là nhã nhặn, rất là văn minh, hiền thục ở trên YouTube rồi. Đến lúc gặp mặt thì nó lại hoàn toàn khác hẳn. Mình, ui em chào anh, đi con mẹ em sướng vãi cả lồn ra. Em rất là vui khi mà được hợp tác với một con người đẹp trai như anh đấy. Chúng mình đi tìm một cái nhà nghỉ nào đó gần đây đi. Thì bạn nghĩ sao? Cái thằng đấy có phải là nó sẽ chạy mất con mẹ nó dép luôn. Các bạn nghĩ sao? Đấy là cái hậu quả của cái việc xạo lồn đấy. Cho nên là chúng ta không nên xạo lồn không có gì vui hết, hiểu không? Mình cứ sống thật với bản thân là được. Không việc gì phải tỏ ra gọi là thật là văn minh hay là nhẹ nhàng với bất kỳ một ai. Ai người ta thích mình thì người ta vẫn thích. Còn nếu người ta ghét mình, nó sẽ đủ lý do để nó tìm cách để nó đâm chọc mình thôi. Mình có theo dõi một vlogger tên là chị Giang ơi à. Mình nghĩ là chắc nhiều bạn cũng biết chị này. Mình nói thật là kênh video của chị này cực kỳ hữu ích, cực kỳ có văn minh, và chị này không bao giờ chửi thề bất kỳ một cái gì. Vậy mà theo một lần trong một video mà chị chia sẻ là vẫn có những cái đứa mà nó viết một bài sớ dài dằng dặc để nó chửi chị đấy. Trong khi chị đâu có làm gì sai, chị đâu có chửi ai, chị cũng chẳng nói tục chửi bậy như mình. Vậy mà chị vẫn bị chửi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là kể cả bạn có văn minh này, bạn có đẹp đến mấy đi nữa, bạn có nhẹ nhàng, bạn có giỏi đến mấy đi nữa, vẫn sẽ có người ghét bạn. Chúng ta chỉ nên dành thời gian cho những người mà yêu quý chúng ta. Còn cái bọn anti-fan, cái bọn mà gọi là suốt ngày đi cào phím để châm chọc người khác ấy, thì các bạn cứ kệ con mẹ chúng nó. Có những bạn nói với mình bảo là: anh đừng để ý những cái comment tiêu cực, anh cứ kệ con mẹ chúng nó. Nói chung là bình thường thì mình cũng chẳng để ý làm gì đâu, nhưng mà tuy nhiên là hôm nào máu chó lên thì mình cũng có phản hồi và chửi lại. Thực sự là mình cũng không muốn tương tác với cái bọn đấy là làm cái gì. Thực sự là trong cái kênh của YouTube của mình ấy, có rất là nhiều, đa phần là những người góp ý ủng hộ mình là nhiều hơn. Còn những cái comment chửi bới ấy, thì trung bình một tuần nó chỉ có khoảng từ 2 cho đến 3 cái thôi. Có nghĩa nó rất là ít. Có nghĩa là trong 100 cái bình luận thì chỉ có một cái là bình luận tiêu cực thôi. Đối với bất kỳ người nào cũng vậy. Mình cũng rất là hay đi xem YouTube ở những kênh khác như các bạn thôi. Mình comment ở kênh người ta, đương nhiên là mình rất là muốn cái người làm nội dung người ta phản hồi với mình, người ta trả lời comment của mình, đúng không? Và thường thì cái số bình luận nó quá nhiều. Một cái video của mình trung bình tầm có đến 400-500 cái bình luận. Mình không thể nào mình trả lời cho các bạn từng, trả lời cho từng người một cả. Cho nên mình chỉ còn cách là bấm một cái là cái nút thả tim ấy. Như thế có nghĩa là người sản xuất nội dung đã đọc cái bình luận của bạn và cảm ơn bạn đã bình luận, thì cái nút thả tim nó có cái ý nghĩa như thế. Tuy nhiên thì những cái bình luận nó chửi mình, mình là người rất là nóng tính mà mình rất là muốn chửi lại nó. Tuy nhiên mình không thể chửi lại chúng nó được. Các bạn biết vì sao? Tại vì có rất là nhiều người người ta ủng hộ mình, người ta bình luận, người ta bình luận ủng hộ mình. Mình không trả lời cho người ta mà những cái bình luận nó chửi mình lại phản hồi lại cho nó, thì có phải là nó sẽ rất là bất công cho những cái bạn mà bình luận ủng hộ mình không? Cho nên là mình không thể nào mình phản hồi lại được cho cái thằng nó chửi mình, mà chỉ có cách là block nó thôi. Tuy nhiên thì block nó, mình không chửi lại được nó, mà mình block nó thì mình vẫn không đã tức. Cho nên là nhiều khi là tính cách của mình nó hơi gắt vậy thôi. Từ cái lúc mà mình bắt đầu vẽ cái tranh này cho đến đến bây giờ là cũng khoảng 3-4 tiếng rồi đấy. Bây giờ là cũng tầm chiều rồi.
Các bạn xem video thì cảm giác có vẻ thấy nó nhanh, nhưng thực ra là mình cũng đã biên tập nó rồi, cho nên mình phải cắt bớt những cái đoạn nó không cần thiết đi. Thực sự công việc làm YouTuber nó mệt mỏi hơn là mình nghĩ các bạn. Ok, trông như thế này trông cũng được được rồi. Có lẽ mình sẽ dừng ở đây. Đây mình sẽ hướng ra cho các bạn xem. Rồi các bạn thấy rõ không? Thật ra thì mình hoàn toàn có thể vẽ được kỹ hơn. Tuy nhiên thì mình chán rồi, đéo thích vẽ nữa. Như này thôi. Nhớ lại cũng là đẹp rồi. Ok, bây giờ mình thử bóc cái băng dính mình đã dán ở cái palette này ra xem sao nhá. Ok, sau khi gỡ ra thì đúng là cái palette nó sạch thật. Tuy nhiên là vẫn phải đem rửa đi một tẹo, tại vì mình bóc nó hơi bị bay màu ra. Rất là cảm ơn cái ông anh cao thủ sơn dầu đã comment và góp ý cho mình cái cách sử dụng palette. Và bây giờ là đây là bức tranh của chúng ta. Ok, rất cảm ơn các bạn đã xem cái video xàm lìn này của mình. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì có thể bấm subscribe mình, like cái video này, và mình sẽ block tất cả những cái comment nào liên quan đến việc khuyên mình không nên tiếp tục chữa bệnh. Tạm biệt và hẹn gặp lại.